Alo, không nghe thấy em nói. À, em thử nói đi, không có tiếng có hình rồi. Không có tiếng em ạ. Em xem dây kết nối xem, hoặc là âm thanh. Tại sao không có tiếng? Không nghe thấy âm thanh của em. À, tá khá số điện thoại của em tốt mà. Điện thoại của em tốt thì có điều là nó chữ nhìn nó hơi nhỏ hơn đúng không? Đấy. Vâng ạ, dạ. Đấy đấy đấy. Nó bất tạc. À, khá số. À, thế bây giờ ba ngày nay chúng ta sẽ xem đấy là bài số 2. À, chúng ta sẽ có cái gì nào? À, chúng ta sẽ có câu hỏi stoeter và stoeter. Cái từ stoeter lần trước là chúng ta đã biết rồi, đúng không? Đấy. Stoeter là ai đây? Đây là ai? À, tôi Vâng. từ là đây là ai, tôi từ là cái gì đây đó. Thì bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau xem à, phần bài ngày hôm nay là câu hỏi tô ẹt đấy, chúng ta hỏi tô ẹt. Và đây chúng ta có anh chàng tôm, chúng ta sẽ nói Đã ẹt tự tôn. tôm đã ẹt tôm. Và đây có thể thay bằng đại từ ồn, ẹt ồn, đây là anh ấy đấy, ẹt ồn đấy đó. Và đây chúng ta có cô gái Kto Anna, Anna, đây là cô Anna. Hoặc là chúng ta có thể thay bằng cái đại từ Anna đấy đó. Thế và trong tiếng Nga còn có một cái đại từ nữa gọi là đại từ giống chung, hay là Eterno đấy. Eterno thì thông thường nó chỉ cái đồ vật đấy, chỉ đồ vật. Ví dụ chúng ta có cái từ Acno, à chúng ta có từ Acno, Acno đấy. Acno, Acno đó là cái gì nào? Acno là gì? Cửa À, sổ. là cái cửa sổ đấy. À, chúng ta sẽ nói nếu như chúng ta hỏi nhau stoeter, à chúng ta trả lời Acno, hoặc chúng ta có thể nói Acno đấy. Đó. Ta khá show chúng ta sẽ sang tiếp. À, khi mà chúng ta để hai người này với nhau đấy, liền đứng vào với nhau thì chúng ta sẽ có câu ế tớ anh nhì, đây là họ đấy, anh nhì là họ đấy, anh nhì, ế tớ anh nhì. Tạc, à như vậy chúng ta sẽ phải nói là gì? Ế tớ anh ít tôm, ế tớ anh ít tôm đấy. Chúng ta nhìn thấy cái ngữ điệu của nó là gì nào? Ế tớ anh, ngữ điệu đi lên đấy, à, ngữ điệu đi lên, ế tớ anh và ít tôm là ngữ điệu đi xuống, ít tôm, ế tớ anh ít tôm đấy. Em nói nào, Eta Anna ít tôm. Tôm. Đã, Eta Anna ít tôm. Ta khá cho. Thế bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau cùng xác định. À, chúng ta biết rằng là trong tiếng Nga nó sẽ có ba đại từ. Đấy. Thậm chí có thể nói là bốn đại từ. Đó là tại vì là ồn, Anna, Anno và Anh. Đấy. Ồn, Anna, Anno và Anh. À, thế nhưng mà cái Anh này chúng ta chưa học đấy. Anh nhì chúng ta chưa học. À, bởi vì sao? Anh nhì nó là số nhiều, đúng không nào? Anh nhì là số nhiều, nó là gì? À, khi mà nó chỉ người hoặc là đồ vật từ hai số trở lên thì chúng ta sẽ gọi là anh nhì. Cho nên là ở đây trong trong cái trang này chúng ta chỉ nhìn thấy có thể đó là ôn, à có thể là ăn nà đấy. Đó. Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau hỏi nhé. À, ý nghĩa của cái bài học cái bài tập này là thế nào? Mình sẽ gọi cái tên của danh từ. Em sẽ gọi nó bằng một cái đại từ thay thế đấy. À, ví dụ chúng ta có từ ete dom thì em sẽ nói ete on đấy, ete on đấy. À, ete dum, ete on đấy, ete nota, ete anna. Bởi vì sao? Đây là danh từ giống cái đấy, danh từ giống cái đuôi a đấy. Ete vino, ete anno đấy, ete vada, vada, ete anna, ete vanna đấy, ete vanna, ete anna. Ta khá show. À đó. Thế bây giờ chúng ta sẽ có những cái hình như sau đấy. Đó, chúng ta sẽ có những câu hỏi này. Ete vada, ivino, ete vada, Ivino, à có cái gì nào? Đây là nước này. Và đây là gì? Đây là rượu vang đấy. Etevada Ivino. À chúng ta lưu ý đây là gì nào? Lên giọng này. Etevada Ivino. À đây cũng vậy. Etetom
Ian đấy. Ete tôm. Ian nè, em đọc nè. Ete vada ivino. Ete vada ivino. Đà. Ete tôm. Ian nè. Ete tôm. Ian nè. Đà. Ete mười. Ete mười. Ete mười. Đây là chúng tôi đấy. Ete anhì. Ete anhì. Ete anhì. Đây là họ đấy. Ete anhì. Ete on. Ian nè. Ete on. Ete on Iana. Iana trọng âm rơi vào âm tiết sau đấy. Ete on Iana đấy. À chúng ta nhìn thấy con đây có chữ an, trọng âm rơi ở phía đằng trước. An đấy. Thế còn đây trọng âm rơi ở phía đằng sau, chúng ta sẽ nói en anna. Anna đấy. Ta khrasho. Bây giờ mình sẽ hỏi bạn nhé. Đây có phải là ngôi nhà không? Bạn trả lời đúng rồi, đây là ngôi nhà. Ete dom. Da ete dom. Da ete dom. Ete vino. Đã, ete vino. Ete vino. Ete anna. Đã, ete anna. Đã, ete anna. Ete tôm. Đã, ete tôm. Đã, ete tôm. Đấy. À, thì bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau xem lại cái bức tranh này của chúng ta. Đấy. Ete dom. Đã, ete om. Đã, ete dom. Ete dùm. Đã, ete dùm. Đã, ete dùm. Ete nota. Da ete not. Da ete nota. Ete vino. Da ete vino. Da ete vino. Ete vada. Da ete vada. Ete vanna. Da ete vanna. Da ete vanna. Thế còn cái số này là cái gì? Tiếng Nga cái số là cái gì? Dạ. Tiếng Nga. Việt drô. Em. Tiếng. nhìn thấy. À có đây. Cũng học như này xong có bạn hỏi thế thế còn cái xôi là cái gì à, thế đâm ra là mình cũng trao bạn luôn cái từ này nó cũng dễ đọc đúng không, viết drô. Ete viết drô. Ete viết drô đấy. Thế còn cái ly này là cái gì? Ly này, ly là rumka. Rumka. Rumka là cái ly đấy. À đó, chúng ta sẽ có thêm những từ mới đấy. Rumka là cái ly. Thế còn cái chai này, cái chai butulka. Butulka. Butulka đấy. Bút tương cả đó, bút tương cả là cái chai, bút tương cả đấy. Nước vô à, thế chúng ta lại hỏi tiếp đấy. Chúng ta có từ, chúng ta sẽ tập đọc và chúng ta hỏi tiếp. Chúng ta có từ viết drô. Viết drô. Viết drô. Em đọc từ viết drô. Viết drô. Viết drô. Rium cả, bút tương cả đấy. Viết drô. Viết drô đấy. Viết drô. À em đọc là viết drô. Viết drô. Viết drô. Viết drô. Chúng ta có từ gì? Rumka. 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 Butulka. Butulka. Đấy. Butulka. Đã. Butulka. 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 Đã. Butulka. Butulka là cái chai đấy. Rumka. Rumka là cái ly. Rumka. Viết drô. Viết drô là... là cái xô nước đấy. À đây chúng ta còn nhìn thấy cái vòi nước nữa đấy. Vòi nước gọi là kran, kran, kran đấy là vòi nước đấy. Đó. Ở trong nhà em là cái bồn tắm nó có cái vòi nước, hoặc cái bồn rửa mặt nó có cái vòi đấy, gọi là kran đấy. Kran. Đó. Kran. Tạc. À thế bây giờ chúng ta lại hỏi nhau đấy. Tạc. Tạc. À nó dính vào đây đấy. Dính vào đây cho tắt nhá. Tạc. Đó. Tạc. Хорошо. Cho nó xuống đây. Đó, bây giờ sẽ cùng nhau hỏi lại. Ete dom. Da ete on. Da ete dom. Đấy. Đấy. Ete dom. Da ete dom. Hoặc ete on được đấy. À, ete dom. Da ete dom. Da ete dom. Ete nota. Da ete nota. Nota. Ete vidro. Da ete vidro. Vidro đấy. Ete vada. Đã ete vada. Vada tak. Ete riumka. Đã ete riumka. Riumka da. Ete butulka. Đã ete butulka. Butulka. Ete vino. Đã ete vino. Ete vino. À, ete vanna. Đã ete van. Vanna. Ete kran.
Đấy, từ kran. Kran đấy, đó vậy thì ở đây em biết thêm 14 từ đấy mà cũng rất hay sử dụng hàng ngày đấy. Rium ka butulka vidro kran đấy, nó vậy ta quật. Interesting đấy, ta. À tiếp theo nè, chúng ta sẽ xem. À ba ngày hôm nay chúng ta sẽ lại đi tiếp thêm ba phụ âm nữa đấy, ba phụ âm nữa. Đó, đó là phụ âm. À, nó không âm thanh đấy. Và phụ âm g, đã g g g đấy, g g là phụ âm hữu thanh, là có âm thanh. K là phụ âm vô thanh, không có âm thanh. À phụ âm này đọc là đấy, giống như chữ tập hợp ca hát của tiếng Việt đấy. À ví dụ như là quả khế đấy, quả khế đấy đó đấy đó. À đó là đó là ba cái phụ âm mới trong ngày hôm nay của chúng ta. Trong ba phụ âm này thì có hai phụ âm g là hai phụ âm đi thành cặp đấy, đó phụ âm vô thanh, phụ âm hữu thanh g. À thế thì phụ âm g là phụ âm hữu thanh, khi nó đứng cuối từ thì nó sẽ bị đọc thành phụ âm vô thanh, tương ứng là phụ âm k đấy đó. Ví dụ chúng ta sẽ có từ nào nào, druk đ druk đấy, druk. À thì chúng ta nhìn thấy cái âm g đứng cuối này sẽ bị đọc thành phụ âm k đấy. À đó, bởi vì sao, chúng ta biết quy luật là gì nào, phụ âm mà hữu thanh có âm thanh đứng cuối từ thì bị đọc thành phụ âm vô thanh tương ứng. Đây là phụ âm g là phụ âm hữu thanh đấy. À phụ âm g là phụ âm hữu thanh đó, cho nên là nó bị đọc thành phụ âm k đó. Cho nên khi đọc thì chúng ta sẽ đọc là druk 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 druk, là người bạn đấy, người bạn trai đấy. À người bạn trai, em có người bạn Nga nào là người bạn trai, tên nó là gì? Maxim. Maxim. À em nói Maxim môi druk, Được. Maxim môi druk, Anh Maxim môi druk đấy, Maxim Được. môi druk đó, Maxim môi druk, Maxim môi druk đấy. À, Maxim môi druk. À đó, Maxim là người bạn trai của tôi đấy. Tạ. À, ở đây như vậy là chúng ta sẽ có những cái từ mới như như thế nào nào. À, chúng ta có từ pagoda, pagoda em đọc pagoda, Good. pagoda, pagoda là thời tiết đấy, pagoda pagoda. Good. Đà, và em nhìn thấy đây là gì Good. nào, zima 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 là Good. mùa đông đấy, Good. zima zima là mùa đông đấy, zima zima pagoda pagoda Good. là pagoda. Em nhìn thấy đây là âm o đấy, âm o này khi mà đứng trước trọng âm thì nó bị đọc thành a, trên đây nó sẽ đọc thành pagoda đấy, pagoda. Nếu âm o mà có trọng âm thì nó sẽ được đọc là o, pagoda pagoda đấy đó. À thì như vậy là em sẽ có người ta, em thường nghe thấy người ta hỏi câu hỏi cả cái à si vột nhà pagoda. À chúng ta nhìn thấy là gì nào, Kakaya pagoda pagoda. À có nghĩa là thời tiết thế nào đấy. Có chúng ta có từ si vột nhà, si vột nhà là gì vậy, si vột nhà là ngày hôm nay đấy, si vột nhà, si vột nhà là ngày hôm nay đấy đó. Thế và chúng ta sẽ có câu hỏi đến đây đấy. À, si vột nhà, chúng ta sẽ có từ si vột nhà. Ta tạc si bột nhỉ, để đây đấy, tạc si bột nhỉ. À người ta sẽ đọc cái từ này như thế nào, người ta sẽ đọc là si bột, Chị si si bột nhỉ đấy, si bột nhỉ, si bột nhỉ đấy. À, em đọc si bột nhỉ, Vốn. si bột nhỉ đấy đấy đấy. À si bột nhỉ, si bột nhỉ có nghĩa là ngày hôm nay đấy, si bột nhỉ là ngày hôm nay. Tạc. À, какая сегодня погода? À, какая сегодня погода? Em đọc từ này nè. Какая сегодня погода? Đấy. Какая сегодня погода? Ngày hôm nay thời tiết ra sao? À, em sẽ trả lời. À, сегодня. Сегодня. À, тепло. Đấy.
Hôm nay thời tiết ấm, тепло. Сегодня тепло. Сегодня тепло hoặc là сегодня холодно. Холодно, да? Сегодня тепло, сегодня холодно, да? Сегодня тепло, сегодня холодно. Em nói nè. Сегодня тепло, тепло. Сегодня холодно. Сегодня тепло. Да, сегодня тепло. Сегодня холодно. Сегодня тепло. Сегодня холодно, да? Сегодня тепло. Сегодня холодно. А, да. А какая сегодня погода? Какая сегодня погода? Сегодня тепло. Сегодня холодно. А, да. Nào, em đọc lại nào. À, mình hỏi bạn là какая сегодня погода? Em nói sao? Сегодня тепло. Тепло hoặc là сегодня холодно. À, сегодня тепло là hôm nay trời ấm đấy. À, hôm nay trời lạnh đấy. Сегодня холодно. Сегодня холодно, đấy. Сегодня холодно. Сегодня тепло. Сегодня холодно. À, тепло là ấm, холодно là lạnh đấy. 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 À đó. Так, chúng ta có từ thứ hai комната. 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 Комната là gì đây? Phòng. À căn phòng đấy. Комната là căn phòng đấy. Комната. Căn phòng. Комната. Đấy. Комната. À так, chúng ta có từ thứ ba окно. 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 Đấy, окно là cửa sổ đấy. Окно là cửa sổ. Вот так вот, đấy. À, хорошо. Chúng ta sẽ đọc lại nào. Pagoda. Pagoda. Zima. Zima. Maxim, мой друг. Maxim, мой друг. Мой друг. Сегодня, какая сегодня погода? Сегодня, какая сегодня погода? Да, сегодня тепло. Сегодня тепло. Сегодня холодно. Сегодня холодно. Холодно. Комната. 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 Это моя комната. Это моя комната. Это мой друг. Это мой друг. Это моя комната. Это моя комната. Это мое окно. Это мое окно. Это мое окно. Это мое окно. Окно, да? А, так, хорошо. Chúng ta còn có từ gì nữa? Друг. 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 Да? Так, хорошо. À, bây giờ chúng ta lại xem tiếp. Đây. Tiếp theo chúng ta sẽ học thêm hai phụ âm. Phụ âm S và phụ âm Z. 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 Đây là phụ âm z z z đấy, z z. À z là tương đương phụ âm z z ở trong tiếng Việt đấy. Phụ âm z z đấy. Đó, đọc rất nhẹ đấy, đó. Và phụ âm s giống phụ âm x ở trong tiếng Việt đấy. S, s đấy. Đó. À chúng ta có từ zvuk. Z zvuk. 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 Zvuk là âm thanh đấy. Zvuk. 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 Tiếp theo, автобус. 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 Да, автобус. Автобус. Автобус là cái ô tô buýt đấy. Автобус. Автобус. Đấy. Автобус. Tiếp theo chúng ta có từ зонт. 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 Зонт là cái ô đấy, cái ô. Tiếp theo chúng ta có từ музыка. 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 Là âm nhạc đấy. Музыка là nhạc hay âm nhạc đấy. Музыка. Музыка. Tiếp theo chúng ta có từ завод. Завод. À, chúng ta nhìn thấy đây là có cái điều gì nào đặc biệt nào? Ở đây chúng ta nhìn thấy có âm d. D. Âm d. Là một phụ âm hữu thanh, đúng không? Đấy. Phụ âm hữu thanh khi nó đứng cuối từ bị đọc thành phụ âm ch, ch, là phụ âm vô thanh tương ứng đấy. D. À chúng ta đã biết cái cặp phụ âm là gì nào? Cặp phụ âm d và ch, đấy, d, t, đúng không nào? Đấy. À, đó. Tương tự như cái cặp phụ âm s, z đấy. Thì là gì? À đây chúng ta sẽ cho nó đúng
vô thanh sau đó đến hữu thanh đấy, đó, à đó, à nếu đờ đứng cuối từ thì bị đọc thành, đấy, đó, à nếu giờ đứng cuối từ thì cũng sẽ bị đọc thành, đấy, đó, nó tương tự như vậy thôi, đúng không nào, đấy, đó, à phụ âm và phụ âm z, đấy, đó, nếu mà à đứng cuối từ thì bị đọc thành phụ âm, đấy, đó, tạc, à, đúng chưa nào, đấy. Vột tạc vột. À thế như vậy là gì? À chúng ta có từ ra vột. Ra vột. Em đọc. Ra vột đấy. À tiếp theo chúng ta có từ magazine. 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 Và magazine là cửa hàng đấy. À đi cửa hàng thì biết quá rồi đúng không? Cái từ này biết quá rồi đúng không nào? Đấy. Ở đây có phải hay đi cửa hàng không? Vâng. Có hay đi cửa hàng đấy. Cửa hàng cách nhà bao xa? Ở trong trung tâm cũng có mà trong chỗ khác cũng có, đi thường xuyên ạ. À đi thường xuyên hả? Đấy, nó phải nhạt nè. Tạc magazine, magazine đấy, magazine. Tạc хорошо, magazine. Tạc tiếp theo nè. À chúng ta có từ выставка. Выставка. Выставка là một cái cuộc triển lãm đấy. Выставка. 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 Tạc. À tiếp theo nè, bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đọc lại những cái từ này nhé. Đấy. À chúng ta có từ zvuk. Zvuk. À không có không đọc cờ mà nó không có âm thanh đấy. Zvuk. 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 Có từ автобус. 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 Автобус là ô tô buýt đấy. Зонт. Zone. Zont. Zont. Музыка. 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 Завод. 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 А, завод для нямай, да? Нямай, да? Магазин. 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 А, так, магазин, как я говорю, магазин, да? Магазин. 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 Да, выставка. 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 Да? Да. Выставка. Выставка. Да? Так. А, bây giờ chúng ta sẽ học một cái mẫu câu mà chúng ta thường nói đấy. Là куда ты идешь? Em đi đâu? Куда? Куда ты идешь? Куда ты идешь? Em đi đâu đấy? Куда ты идешь? À, đó là em đi đâu? Em đi cửa hàng. Да. Em đi cửa hàng nào, em nói em đi cửa hàng nào. Я иду в магазин. Đấy. Куда ты идёшь? Я иду в магазин. À đấy. À có từ gì? Я иду в магазин. Đấy. À đó. À куда là gì? Куда là đi đâu? Đấy. À đó, đi đâu? Chúng ta chưa học kỹ về nó đâu, chúng ta cứ học để biết thôi. Đấy. Đó, xong đến khi mà chúng ta học thì nó chúng ta sẽ nhớ ngay đấy. Куда ты идёшь? Куда ты идёшь? Куда ты идёшь? Я иду в магазин. Đấy. Я иду, học cả câu rồi. Я иду в магазин. À, em đi đâu đấy? Em đi cửa hàng đấy. Куда ты идёшь? À, đó. Куда ты идёшь? Я иду в магазин. Куда ты идешь? Я иду в магазин. Đấy. Đó. À thế thì chúng ta nhìn thấy cái từ идешь. Идешь đây là cái gì vậy? Đó là động từ идти. Đấy. Động từ идти. Động từ идти. À đây là một động từ chuyển động đấy. À có nghĩa là nó chỉ cái việc đi lại đấy. À ví dụ nó chia các động từ ở trong tiếng Nga thì nó phải chia. À chia là tôi này. Я ты он. Đấy. Mười với anh nhỉ? À đó, chúng ta nhìn thấy đây là gì? À đây là có các dạng chia, à các dạng của đại từ sở hữu đấy. Đây gọi là đại, à xin lỗi, không phải đại từ sở hữu mà đại từ nhân xưng đấy. Đây là đại từ nhân xưng đấy, đại từ nhân xưng. Thế nào là đại từ nhân xưng? Có nghĩa là những đại từ nó chỉ người. À đúng không nào? Em thấy là có cái từ gì mà nói nhiều nhất? Dạ. Dạ là tôi. Đấy, đúng không nào? Tôi lúc nào em nói tôi làm cái gì đó, tôi đi đâu đó, vân vân, cái từ tôi có lẽ là có cái tần suất sử dụng rất nhiều đúng không nào? Đấy.
Thế bây giờ nói tôi đi. Trong tiếng Nga ấy, động từ muốn sử dụng vào trong câu chúng ta phải chia nó ra. Đấy. Trong tiếng Anh thì cũng chia, em biết tiếng Anh đúng không? Đấy. Đấy. Các em bên đó đều phải sử dụng tiếng Anh đúng không nào? Đấy. Đó. Thì em nhìn thấy tiếng Anh là tiếng Anh nó cũng chia, nhưng mà tiếng Anh nó chỉ chia hai ngôi thôi, đúng không nào? Đấy. Thế nhưng mà tiếng Nga thì chia 6 ngôi. Đúng không nào? Я иду. Đấy, я иду. Ты идёшь. Đấy. Ты идёшь. Он. Он. Идёт. Он идёт. Đấy. Он идёт. Мы идём. Мы идём. Вы идёте. Вы идёте. Đấy. Они идут. Đấy. Они идут. Đó. Thế vậy thì đây là cái dạng chia của động từ đấy. Chúng ta nhìn thấy. Đó, dạng chia động từ. Thế nó chia nó như thế nào? Ngôi ya là ya y đù. Đó. Đó. Tươi, tươi y dios. Đó. Đây cái đuôi của nó đấy. Tươi y dios. On y dios. On y dios. Đúng chưa? Tạc. Mươi y dồm. Mươi dồm. Thế bây giờ làm thế nào nhớ được nó? Cứ nói nhiều lần thôi. Em phải nói nó nhiều lần. Em cứ nói thôi. Giấy đù tì dô sơ nì dô mì dô mì dô chê. Nhì đụt đấy. Nhì đụt đấy. Đấy. Đó. Em nói nè. Giấy đù. Giấy đù. Tì dô sơ. Ô nì dô. Tì dô. Ô nì dô. Mì dô. Vì dô chê. Ý dô chê. Ý dô chê. Nhì đụt. Tì dô. Anh đút đấy. Đó đấy chứ nào. Thế vậy thì đây là cái động từ tạc. Cái động từ dạng chia đấy. Tạc. Đây. Đó. Đấy. Tạc. Lưu dây tí. Đấy. Đó. Ô tạc vật đấy. Đó đây là động từ dạng chia. Chúng ta phải biết chia nó đấy. Thế bây giờ nói. Tôi đi cửa hàng đấy rồi. Chúng ta có cái tập hợp đi cửa hàng. Đi cửa hàng đấy. Vờ magazine đấy, vờ magazine. Thì bây giờ nói là anh ấy đi cửa hàng thì chúng ta phải lấy cái ngôi đây, anh ấy đây, anh ấy đi cửa hàng. On idiot vờ magazine đấy, đúng không nào? Bây giờ nói chúng tôi đi cửa hàng. Mười idiom vờ magazine đấy, mười idiom vờ magazine đấy, mười idiom vờ magazine. Мы идем в магазин. Вы идете. Họ đi cửa hàng nào. Они идут в магазин. Они идут в магазин. Đấy. Đó. Thế vậy thì đó là cái cách ghép để thành một câu, đúng không nào? Đấy. Muốn ghép thành câu thì chúng ta phải có động từ. Muốn sử dụng động từ thì chúng ta phải chia động từ ra. Động từ nào cũng phải chia hết đấy. Đó. Chúng ta phải chia tất cả các động từ. Thế thì chúng ta thông thường chúng ta sử dụng thì ngôi ya là chính thôi đấy. Ngôi ya đấy. Ngôi tươi đấy, đó hai cái ngôi chúng ta hay sử dụng nhiều nhất đấy, đó. Yaidu kuda kuda tươi josh kuda tươi, thế là tươi này, đây tươi đây, kuda tươi phải là gì, chia ra josh kuda tươi josh, đúng không, kuda tươi josh, đó kuda tươi josh. Yaidu v magazine đấy. Yeah, you do magazine. Đúng chưa nào? Tắt. Đó. Khá là show. Bây giờ chúng ta sẽ xem tiếp một cái phần nữa của chúng ta đấy. Đó. Ở đây chúng ta sẽ xem thêm một cái phụ âm nữa, đó là phụ âm r. Đấy. Phụ âm r. Đó, phụ âm rung đấy. R. Đúng không nào? Chúng ta ở đây chúng ta mới có từ druk. 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 Đó. Druk. Druk là một người bạn. Một người bạn đấy, đó. Thứ hai là gì nào? Padruga là cô bạn gái đấy. Padruga em nói là padruga đấy. Padruga đấy. Padruga là cô bạn gái đấy. Tiếp theo carta đấy. Carta đó. Tiếp theo là carta. Đúng chưa nào? Tiếp theo là gì? Gorat. Đấy. Gorat. Chúng ta nhìn thấy là gì nào?
À, có phụ âm d đứng cuối đấy, nó bị đọc thành phụ âm đấy. À, tại sao người ta đây là rat, à chả ấy đọc là go rat cả em hiểu chưa, mà người ta đọc là go rat, à, âm ơ đấy. Vâng. À, đây là âm ơ, thì cái âm này là gì, phải là cái âm ơ này như ở trong tiếng Anh này đấy, go rat đấy. Bởi vì sao, người Nga người ta không có cái âm ơ cho nên người ta không phiên âm được thành cái âm ơ, nó phải viết thành cái âm a em hiểu chưa, nhưng trên thực tế là chúng ta phải đọc thành cái âm ơ, Gorat, Gorat Rồi. đấy, Gorat, Đúng rồi. à đúng chưa nào, Đúng đọc rồi. là Gorat thì mới đúng đấy. Thế còn nếu nói Gorat thì là không đúng đấy. Thế nhưng mà nếu mà hỏi người Nga bảo cái chữ ăn này đọc như thế nào, người ta vẫn nói là a, bởi vì sao, người ta có cái âm ơ đâu mà người ta chỉ cho em biết, chỉ có trong tiếng Việt mới có âm ơ em hiểu chưa, tiếng Việt tiếng Anh đúng không nào. Đó, thế nhưng nhiều bạn học sinh bảo thầy ơi, em hỏi người Nga rồi người ta vẫn bảo là âm a, đúng rồi, bởi vì sao, nó có âm ơ đâu mà nó bảo em đó, nhưng mà em nghe nó phát âm thì nó vẫn là âm ơ đấy, Gorat đấy, gô rật, chứ không có ai đọc là gô rật bao giờ cả đấy. Đó, gô rật. Cái tai của người Việt chúng ta nó có cái âm, cái quãng âm ấy, ở cái tai nghe của người Việt nó rộng hơn so với người Nga, bởi vì sao, là chúng ta có rất nhiều âm sắc đấy, rất nhiều âm sắc, cho nên là ngay từ nhỏ chúng ta đã nghe được những âm đó rồi, cho nên là người Nga người ta không nói được những âm đó, cho nên là khi người ta nói sang tiếng Việt người ta nói cứ lớ 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 đúng không đấy. Đó chính chính cái lỗi đó. Thế còn chúng ta có thể nói sang các ngôn ngữ khác mà khá là đúng đúng không, ví dụ chúng ta nói tiếng Trung Quốc, tiếng Hàn Quốc chẳng hạn, chúng ta nói khá tốt, hoặc là chúng ta nói sang tiếng Nga thì cũng khá khá là đúng đúng không đấy, có thể gần như là đúng đến khoảng 90% đúng không này đấy. Đó, à vậy thì đây là chúng ta sẽ đọc là âm ơ nhé, gỗ rật, gỗ rật. À, chúng ta đọc từ này là gì nào, carta, carta, carta đà. À, em đợi một chút nhé, em đợi đợi mình chút nhé. Tạc, à, như vậy là gì nào? Chúng ta xem lại từ chúng ta nào. Tạc, à, chúng ta sẽ có từ gì? Druk, druk, padruga, padruga, karta, Karta karta, gorat, Gora gorat, Gora gorat, gorat là thành phố đó. Karta, Đấy karta. Ka Chúng ta nhìn thấy đây Karta cũng là karta. Đây cũng là Karta. À, Karta vừa có nghĩa là cái bản đồ, vừa có nghĩa là cái quân bài đấy. Đấy, Đấy vừa có nghĩa là quân bài. Tác. Sport. Sport Tiếp theo chúng ta có từ Sport brat, sport. À, từ này là đọc Là là sport. Sport. Sport Sport đã. Brat. chữ R của em không rung được À, không không rung được thì nói xong nó quen quen dần. Sport, sport, đã. Brat, brat, brat. Em nói thế là vẫn còn được đấy. À, có nhiều bạn còn nói bờ giặt cơ đấy, bờ giặt. Bởi vì sao, các bạn không phát âm được cái chữ R, các bạn nói thành chữ giờ đấy. Cũng có nhiều người Nga không phát âm được cái chữ R, người ta nói thành chữ G đấy. Đó, à người ta không nói brat, người ta nói brat đấy. Đó, à, Sistra, Sistra. Sitra Sistra là em gái đấy. Sitra Sistra là chị em gái đấy. Raskas. Raskas. Em nói ra Raskas. Raskas. ra Raskas. ra Raskas là một câu chuyện đấy. Một câu chuyện. Đấy. À, chúng ta nói lại nào. Druk. Druk. Druk Padruga. Padruga Karta. Karta Gorat. Kora Gorat. Kora Gorat. Kora Đúng rồi, Karta. Karta Sport. Sport Sport. Sport Brat. Brat Sistra. Sitra Raskas. Raskas Kto ete? Kto ete? Etadruk Ete druk. Kto ete? Etepa Eta padruk padruga sto eta Etekarta eta karta sto eta Etegora eta gorat sto eta Etekarta eta karta sto eta Etesporta eta sport kto eta Eteberat eta brat kto eta Etesitra eta sistra kto sto eta 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 raskas. Raskas, ras eteraskas đấy, eteraskas. Eta
À, đấy, Là Etruscus, đấy, Etruscus. Chúng ta có từ carta. Carta, carta là quân bài đấy, quân bài. Và chúng ta có tổ hợp từ igrat carti. Igrat, igrat chơi là chơi bài đấy. Igor Igrat, vâng, can carti, igrat carti. À, có tổ hợp vâng carti đấy, vâng carti. Igrat carti, igrat carti đấy. Đó, Igor igrat carti. Đó nghĩa can là gì nào, là chơi là bài chơi à, chơi bài đấy, nè. chơi bài tạc. Nhưng mà chúng ta biết rằng là gì, là động từ ở trong tiếng Nga nếu mà muốn sử dụng thì phải chia nó ra đấy, phải chia. Chúng ta có động từ igrat à, chúng ta sẽ chia cái động từ đó nhé. À, Vâng, anh igrat, chơi bài. em nói sao? Vâng, không không ạ. À, chúng ta có cũng chia là ya tươi ôn đấy, mười Đã. với anh nhỉ đấy, dạ Anh tươi ổn mười với anh nhỉ đấy, dạ tươi ổn mười với anh nhỉ ta vượt đấy à, vượt à. Thế bây giờ chúng ta sẽ cùng chia nào. Nếu muốn chia động từ igrat đấy, chúng ta sẽ chia như thế nào? Chúng ta bỏ cái đôi t dấu mềm mình đi đấy, đó, bỏ đôi t dấu mềm, và lúc đó chúng ta chỉ còn có mỗi cái gốc này thôi đấy. À, bây giờ chúng ta sẽ lấy cái gốc này nhé. À, chúng ta sẽ lấy cái gốc, chúng ta đến đây nhé, đó, igrat đấy. Còn cái gốc này à, bởi vì sao, người em nói sao, đó ta không đó đấy đó à, đúng là đó đó à đó. Thế vậy thì à, sau khi bỏ cái đuôi t dấu mềm đi thì chúng ta sẽ à, còn cái gốc igra ở đây đấy. Sau đó bây giờ chúng ta sẽ thêm cái đuôi vào à, ngôi ya chúng ta thêm đuôi gì nào, you đấy, ya you đấy, đó tươi, yes, igra yes đấy. À, yes. À, để từ để mình sẽ à, mình sẽ cho nó rộng rộng ra một chút nhé. Tạc, mình sẽ cho cái rộng này lên tí. Đó. Đó, cho nó rộng rộng vào đây. Tạc. Đó, tạc. À, tí yes đấy. À, tí yes. Đó ở đây. Tí yes. On. Onigrai Onigrayet đấy. Ôi anh ơi, mười gra yem đấy, vui gra yê chia đấy, mười vui gra yê chia đấy, anh y gra yu yu, anh y gra yu à, đó à. Thế vậy thì ở đây chúng ta đã nhìn thấy là gì à, cách chia, cách chia à, của động từ y gra đấy, ta cách chia động từ y gra đấy đấy. Так, а, хорошо. Так, напи. Не хочешь такой? А, дай ты, МБ. Вы Вы играете? Они они играют, да? Они играют. играли. Они играют, да? Thì vậy thì đây là cái động từ играть. À, нếu mà chúng ta muốn nói, bây giờ chúng ta muốn nói là tôi chơi, chúng tôi đang chơi bài. Thì chúng ta sẽ phải lấy cái ngôi nào nào? Chúng ta sẽ phải lấy cái ngôi mươi igraim, đúng không nào đấy, mươi igraim, và để vào cái tập hợp này vở cả tử đấy, mươi igraim vở cả tử đấy, mươi à, đúng không nào, mươi igraim vở vở cả tử đấy, mươi igraim cả tử đấy, mươi igraim vở cả tử đấy, đó, mươi igraim cả tử đấy, đó. À, bây giờ tìm được người chơi bài hơi hiếm đúng không đấy. Hơi hiếm. Bởi vì sao, tất cả mọi người đều bận cả đấy, đúng không nào? Đó, chỉ có những người là cực kỳ là có thời gian rảnh rỗi ở nơi làm việc thì có thể là người ta chơi tí để gọi là giết thời gian. Mười gram một cà tê đấy, mười gram cà tê Là đấy. em cắt Ya igrayu, tu igrayes, on igrayet, mười gram, vui gray chứ, anh igrayut đấy, anh igrayut đấy. Đó. À, thế thì à, khi mà chúng tôi chơi bài thì người ta sẽ có một câu hỏi là các bạn đang làm gì đấy, các bạn đang làm gì đấy, câu hỏi đó là gì, sto vui die la Vui ye che, sto vui die la ye che, là sto vui die la ye che, sto vui die la ye che. sto À đấy, câu hỏi sto vui die la ye che, đây chúng ta để câu hỏi ở đây đấy, vui sto vui die la ye che vui là à, các bạn đang làm gì đấy,
Đấy. Ừ. À, chúng ta trả lời. Мы играем карты. Что вы делаете? Мы играем карты. Đấy, em hiểu không? Đấy. À, hiểu hiểu chưa nào? Что вы делаете? Мы играем карты. Что вы делаете? Мы играем карты. Đấy. À đó, em đọc câu hỏi này nào. Что вы делаете? Что вы делаете? Что вы делаете? Что вы делаете? À, đây chúng ta có động từ gì đây? Động từ делать. Động từ делать. Đấy, động từ делать. Đó. Thế bây giờ chúng ta nhìn thấy cái động từ делать này. Cái động từ играть nó có giống nhau không? À, đây chúng ta có động từ играть, đấy. Động từ играть. Ta chúng ta sẽ để cái động từ делать xuống đây, đấy. Вот. Chúng ta có động từ делать. Lấy cái động từ делать играть xuống đây. Đó. Thế và động từ делать. Đó. Thế chúng ta xem cái động từ делать là động từ играть nó giống nhau ở chỗ nào. Nó đều có cái đuôi at dấu mềm, đấy. Đúng không nào? Thế vậy thì à, động từ играть chúng ta thấy chia là gì? Người ta bỏ đuôi t dấu mềm đi. Đúng không? Thế và động từ nghĩa là chúng ta cũng sẽ bỏ đuôi t dấu mềm đi, đấy. Bỏ đuôi t dấu mềm đi. Đó, sau đó chúng ta chia thôi, đấy. Đó, thấy chưa nào? Делать. À, я делаю, ты делаешь, он делает, мы делаем, вы делаете, они делают, đấy. À, đúng chưa nào? À, giống hệt như thế đúng không nào? Đấy. Đó. Thế vậy thì à, câu hỏi là gì? Что вы делаете? Что вы делаете? Nó giống cái đuôi này. Nó giống cái đuôi này đấy. Что вы делаете? Có đuôi ете đây. Что вы делаете? Мы играем. Trả lời. Мы играем. Мы играем в карты. Đấy. Что вы делаете? Мы играем в карты. Đấy. Đó. Đúng chưa nào? Bây giờ người ta lại hỏi. Что вы делаете? Что вы делаете? Я иду в магазин. Cậu đang làm gì đấy? Я иду в магазин. Tớ đang đi cửa hàng. Đấy. À, bạn gọi điện cho em. Alo. Sì đây à? À, да. Em trả lời да. Что ты делаешь? Что ты делаешь? Em đang làm gì đấy? Cậu đang làm gì đấy? Я иду в магазин. Đấy. Tớ đang đi cửa hàng. Я иду в магазин. Đấy. Đó. Hiểu chưa nào? Thế vậy thì chúng ta có thể dùng cả câu này chúng ta trả lời đấy. Что вы делаете? Что вы делаете? Я иду в магазин. Что вы делаете? Я играю в карты. Мы играем в карты. Đấy. Đó. Так, хорошо. Đấy. Đó. Thế bây giờ chúng ta sẽ bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau viết một cái bài nhỏ nhỏ nhé. Đấy. Viết bài nhỏ nhỏ. Так, хорошо. Đấy. Chúng ta có những từ gì nào? Друг, подруга, да? Брат, сестра, да? Брат, сестра. À, chúng ta sẽ viết một cái bài nào. Так. Đấy. À, так. Это моя семья. Это моя семья. À, đây là gia đình của tôi, đấy. Это gia đình của tôi. Это мой брат. Đây là em trai của tôi. Это моя сестра. À, đây là em gái của tôi, đấy. À, em gái của tôi, đấy. À, это мой друг. À, это мой друг. Максим. À, đây là anh bạn Максим của tôi đấy. Максим, đấy. Это мой друг Максим. Это мой друг Максим, đấy. Đó. À, đấy là gì? Мы. Да, да, я знаю. Да, это бабушка, да. А, okay. Да. Мы играем. Мы играем в карты. Да. А, мы играем в карты, да? А, моя сестра идет в магазин. В магазин, да? Да. Да, да. Да. А, chúng ta đọc lại bài chúng ta nào. Это моя семья. Это моя семья. Семья. Это мой брат. Это мой брат. Это мой брат. Это моя сестра. Это моя сестра. А это мой друг Максим. А это мой друг Максим. Максим, Максим. Мы играем в карты. Мы играем в карты. В карты. А моя сестра. А моя сестра идет в магазин. А моя сестра идет в магазин. В магазин.
Amaya sistra idiot v magazine. Amaya sistra idiot magazine. Đấy. Thế còn em gái của tôi thì đang đi cửa hàng đấy. Nó tạc vật đấy. Đó, à đó là cái bài đọc ngắn ngắn của chúng ta đấy. Chúng ta có thể vận dụng những cái kiến thức mà chúng ta học trong ngày thành cái bài đọc như vậy đấy. Nó tạc vật sốc đấy. Đúng không nào? Đấy. Đó, thế chúng ta sẽ có thể viết thêm một vài câu hỏi như thế này đấy. À, đây là bài đọc xong rồi. Bây giờ chúng ta sẽ viết một đoạn ngắn này. Привет, Максим. Привет, Максим. Xin chào, Максим. Привет, Максим. Đấy. Так. Привет. À. Привет. Привет, Альберт. Альберт. Привет, Альберт. Да? Привет, Альберт. Привет, Максим. Привет, Альберт. Куда ты идешь? Куда ты идешь? Куда ты идешь? Cậu đi đâu đấy? Куда ты идешь? Я иду в магазин. В магазин. Я иду в магазин. Куда ты идешь? Я иду в магазин. Да? À, Я иду в магазин. Thế còn hỏi. А ты куда идешь? А ты куда идешь? Thế còn cậu thì đang đi đâu? À, ты куда идешь? Я иду домой. Да, мой. Я иду домой. Tớ đang đi về nhà. Я иду домой. Домой. Đấy. Я иду домой. À, đấy. Я иду домой. Домой. À, cái từ домой là đi về nhà. Đấy. Đó, đó là câu hỏi của chúng ta đấy. Nó tạc vật. Nào. Đó, đó là câu thứ hai. Привет, Максим. Привет, Альберт. Куда ты идешь? Я иду в магазин. А ты куда идешь? Я иду домой. Я иду домой. Đấy. À, đấy. Đó. À, thế xong đó chúng ta nói. Nô lạt nè. Nó Nô lạt nè. Nô lạt nè là gì? Nô lạt nè là. À, thôi được rồi đấy. Nô lạt nè. Nô lạt nè. À, nô lạt nè. Lạt nè, có từ lạt nè. Đấy. Lạt nè. Lạt nè. À, nô lạt nè. Thì có nghĩa là gì nào? À, thôi được rồi đấy. Thế được rồi. À, the si nhé. The si nhé. À, the si nhé. À, đấy. À, nô lạt nè, the si nhé. À, bạn trả lời sao? Nupaka. Nupaka. Đấy. À, nupaka. À, thế chào cậu. Chào cậu nha. Thế chào. Привет, Максим. Đọc lại nào. Привет, Максим. Привет, Привет, Альберт. Максим. À, куда ты идешь? Привет, Я иду в магазин. Андрей. А ты куда идешь? А Да ты ты зо? куда Я иду идешь? Я иду домой. Я иду домой. Ну ладно. Ну ладно. До свидания. До свидания. До свидания. Ну пока. Ну Ну пока. пока. Да, đó, thế vậy thì đó là em có thêm một bài đọc nho nhỏ và một một bài đối thoại nho nhỏ đấy. Đó, хорошо. Đọc đi đọc lại nhiều lần để cho nó quen, tạo thành cái thói quen giao tiếp đấy. Đấy, хорошо. Lần sau gặp Maxim thì chào bạn được rồi. Привет, Maxim. Куда ты идешь? Đấy. Đó. À, cứ gặp gặp Maxim thì thực hành luôn như vậy để cho nó quen đấy. Thực hành như vậy cho nó quen. Đó, хорошо. Ладно, спасибо. Bài học chúng ta sẽ tạm dừng tại đây. Cảm ơn em và chúng ta sẽ gặp nhau trong bài học lần sau. Đấy, хорошо. Đấy. Да. До свидания. До свидания. Пока.